Hội thi năm nay được tổ chức ở hai cấp, từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, đã có 76 trên 76 đảng bộ xã, phường, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc tổ chức hội thi cấp cơ sở với sự tham gia của trên 900 thí sinh. Ở cấp thành phố, hội thi gồm 2 vòng thi, sơ khảo và chung kết. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, từ đó xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 13 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề cho các thí sinh đạt thành tích tốt nhất trong hội thi năm nay.